Văn khấn xin lộc ban công đồng đền bà chúa kho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, con lại mười phương Phật, chư Phật mười phương. Con lại Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát. Con lại Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con lại Tam Tòa Đức Thánh Mẫu con lại tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, ngũ vị tôn ông hội đồng các quan. Con lại tứ phủ chầu bà. Con lại tứ phủ ông hoàng. Con lại tứ phủ đức thánh cô, tứ phủ đức thánh cậu. Con lại công đồng các giá, các quan, 36 cửa rừng, 12 cửa biển. Con lại thanh bạch xà thần linh. Hương tử con tên là. Cùng đồng gia quyến đẳng. Nam nữ tử tôn chú quán tại địa chỉ. Hôm nay ngày tháng năm con về lễ đền bà chúa kho, khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. Thành tâm kính dâng tờ vàng cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân vàng tiền. Cầu xin hội đồng các quan phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an. Gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải sung, tháng hạn giải hạn. Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách gần tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại. Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối quan dưới dẫn đường mọi đường công danh có hội đồng các quan âm phủ dương trợ luôn luôn phát huy trí tuệ tài năng trong mọi lĩnh vực nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật